Với mỡ thừa, nếu muốn giảm cân bạn đừng bỏ lỡ. Muốn giảm cân không chỉ là tập thể dục mà còn phải điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp. 8 thực phẩm và đồ uống sau đây được xem là thực đơn hoàn hảo cho những người muốn giảm mỡ. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, một số thực phẩm và đồ uống có thể làm tăng tốc quá trình đốt cháy calo, làm giảm cảm giác thèm ăn hoặc đánh lừa vị giác. Tạo cảm giác giả no cho bạn, 8 loại thực phẩm và đồ uống sau đây đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ tốt cho quá trình giảm béo, hạn chế mỡ thừa, duy trì cân nặng ổn định. 1. Nước. Nghiên cứu cho thấy nước có hiệu quả trong việc giảm cân một cách đáng kinh ngạc. Uống nửa lít nước có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn bằng 30% trong thời gian 1,5 giờ. Thời điểm tốt nhất để uống nước là trước bữa ăn 30 phút, làm tăng cảm giác no, làm hiệu quả của chế độ ăn giảm béo tăng lên 40%. 2. Trà xanh. Trà xanh chứa một lượng nhất định caffeine có thể đốt cháy chất béo. Ngoài ra những chất khác như chất chống oxy hóa làm tăng sự trao đổi chất từ 3 đến 4%, tăng đốt cháy chất béo lên đến 17%. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trà xanh làm giảm béo, đặc biệt là béo ở vùng bụng. 3. Cà phê. Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất có hoạt tính sinh học. Đây là một nguồn dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Caffeine và các hoạt chất khác trong cà phê được chứng minh là có thể thúc đẩy việc đốt cháy chất béo, kiểm soát cân nặng. Thực tế thì cà phê có thể làm tăng trao đổi chất tạm thời từ 3 đến 11%, tăng tốc độ đốt cháy chất béo lên đến 10 đến 29%. Trứng. Một số nghiên cứu cho thấy ăn trứng vào bữa sáng có thể hữu ích cho giảm cân. Khi ăn trứng bạn sẽ no lâu hơn, giảm lượng tiêu thụ calo trong vòng 36 giờ. Nghiên cứu khác cho thấy ăn sáng với trứng giúp giảm cân nhiều hơn 65% so với ăn sáng với bánh mì tròn, dù cả hai thức ăn có cùng lượng calo. Một trong những điều tuyệt vời của trứng là bạn sẽ không phải cố gắng bấm bụng ăn ít đi, khổ sở chịu đói để giảm cân. 5. Thịt nạc, cá. Ăn thịt cá đúng cách thì không lo bị béo. Khi nói đến giảm cân, protein là vua của các chất dinh dưỡng. Một trong những nguồn protein ưu việt là cá và thịt nạc. Các nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn giàu protein ở mức khoảng 30% lượng calo tiêu thụ làm thúc đẩy sự trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn, giảm thèm ăn vặt vào ban đêm, giúp ngăn ngừa tăng cân hiệu quả. 6. Các loại hạt. Mặc dù có tỷ lệ chất béo cao nhưng các loại hạt chứa chất béo lành mạnh, ít carbon hydrate, giàu chất xơ và protein do thành phần cấu tạo nên calo không dễ để cơ thể hấp thụ được. Hơn nữa, các loại hạt còn khiến bạn có cảm giác no hơn, thúc đẩy trao đổi chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều ngũ cốc giúp giảm cân và số đo vòng bụng đáng kể. 7. Dầu dừa. Dù là chất béo nhưng chúng là những axit béo dạng chuỗi, triglycerides trung bình, có thể làm giảm sự thèm ăn, tăng đốt cháy chất béo, giảm mỡ bụng. Các nghiên cứu chưa khẳng định việc tìm thấy việc dầu dừa giúp giảm cân nhưng lại có thể giảm vòng eo đáng kể ở những người ăn 30ml 2 muỗng canh mỗi ngày. 8. Khoai tây luộc. Khoai tây có thể khiến bạn tăng cân hoặc giảm cân tùy theo cách mà bạn sử dụng. Trong khi khoai tây chiên và khoai tây chế biến sẵn khiến bạn tăng cân thì khoai tây luộc lại làm tăng cảm giác no, từ đó làm giảm cân. Khoai tây luộc chiếm vị trí đầu bảng trong tất cả các loại thực phẩm được kiểm tra. Điều này có nghĩa rằng bạn nên ăn khoai tây, bạn sẽ tự động ăn ít các thực phẩm khác. Nếu bạn muốn tăng hiệu quả giảm cân, hãy để nguội rồi mới ăn. Điều này làm tăng đáng kể thành phần tinh bột và chất xơ, tăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.